Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một căn nhà vị trí thuộc tổ 10 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vị trí của ngôi nhà này thì rất là gần với đường ô tô đi lại nha mọi người. Từ vị trí của ngôi nhà này mà ra tới đường ô tô thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 30m thôi thưa quý vị. Và với cái căn nhà này thì cái thông số nhà là 33,4m, thiết kế và xây dựng là 4 tầng và giá chào bán của một ngôi nhà này thì là 2,3 tỷ đồng nha mọi người. Đã có đầy đủ sổ đỏ, chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Quanh khu vực của ngôi nhà này đầy đủ với tất cả những cái tiện ích sinh hoạt xung quanh, đầy đủ những cái chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học. Và đặc biệt ngôi nhà này rất là gần với trạm y tế phường Yên Nghĩa và Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa, chỉ trong phạm vi bán kính 300m thôi nha mọi người. Mời quý khách hàng theo em vào cụ thể phần ngôi nhà. Đây là vị trí ngôi nhà mà Ngọc Ánh muốn giới thiệu tới quý khách hàng. Với cái ngôi nhà này đây, mọi người có thể nhìn thấy thực tế luôn là thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Và cái ngôi nhà này phía dưới tầng mặt ngõ của ngôi nhà đây thì là được thiết kế là 2m2. Và cái phần tầng 1 của ngôi nhà thì là 33m. Tuy nhiên mọi người nhá, từ tầng 2 của ngôi nhà xây đua ra rất là lớn nha mọi người. Đây là xây đua ra. Và ngôi nhà này thì là chủ đầu tư lắp đặt sẵn cho mình hai cái điều hòa rồi nha mọi người. Phần mặt tiền của ngôi nhà đây, như quý vị có thể nhìn thấy, toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà, mặt tiền của ngôi nhà này thì khá là rộng, 3m6, hướng nhà thì là hướng Tây Nam. Và toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà thì được ốp đá granite đầy đủ hết rồi. Cửa chính của ngôi nhà thì được thiết kế là hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp nha mọi người. Đó. Vị trí của ngôi nhà này đi ra tới cuối khu đô thị Đô Nghĩa, nó chỉ rơi vào khoảng tầm 200m thôi. Và cách với 150m là chợ dân sinh rồi mọi người ơi. Nói chung là rất là đầy đủ tiện ích sinh hoạt xung quanh, giá chào bán thì cũng là hợp lý. Và với cái ngôi nhà này, phần chi trả trước bằng tiền mặt thì khoảng tầm 800 triệu thôi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ mình nha mọi người. Cho nên là quý khách hàng, có một số quý khách hàng cứ thắc mắc ấy là tại sao em để là trả trước 800 triệu, anh không hiểu, chị không hiểu. Đấy là cái phần chi trả trước đối với cái khoản mà bắt buộc phải trả, và phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ anh chị bằng chính cái sổ đỏ anh chị mua nha. Sẽ đi vào phần chính tiếp theo của ngôi nhà. Đây là vào phần bên trong tầng 1 của ngôi nhà được thiết kế như sau. Khu vực của anh đang đứng ở đây là chủ đầu tư thiết kế để phần xe cộ mọi người nha. Xe cá nhân của mình thì để ở đây. Phần hoàn thiện của ngôi nhà này thì đã được hoàn thiện gần như cũng xong 100%, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Gạch lát nền, phần sơn cũng như là hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng vân vân đều được hoàn thiện đầy đủ rồi. Mời các khách hàng theo em vào phần phòng bếp của ngôi nhà. Với cái gian phòng bếp, không gian bếp cũng khá là rộng, bởi vì cái diện tích của nó cũng lớn hơn một chút so với một số cái căn nhà mà Ánh quay 30m thì căn nhà này nó rộng hơn. Và cái phần phòng bếp đây mọi người cũng có thể nhìn thấy luôn là đều được hoàn thiện đầy đủ về phụ kiện bếp cũng như là cái tủ bếp, thiết kế màu sắc rất là nhã nhặn và hài hòa, tông màu trắng và màu nâu là chủ đạo. Xung quanh bếp thì là được ốp kính cường lực rồi nha mọi người, kính ốp bếp ạ. Đó. Và cái màu tông cũng chủ đạo của ngôi nhà này là chủ đầu tư sử dụng cái tông màu sơn là màu trắng. Cho nên vào cái không gian bếp, không gian nhà bước vào nó rất là mát mắt cũng như rất là thoáng nha mọi người. Và cái phần tủ bếp này thì được thiết kế là cái gỗ an cường. Như quý vị, một số quý vị đều biết, mặt bếp thì được ốp đá granite. Đó. Và cái tủ bếp này, cái không gian bếp này cũng khá là rộng, có thể kê được một bộ bàn ăn nha mọi người. Cái phần hoàn thiện của ngôi nhà này thì cái phần hồ sơ điện, hồ sơ nước cũng được hoàn thiện đầy đủ rồi. Sổ đỏ chính chủ, bao phí toàn bộ sang tên với quý khách hàng. Tầng 1 của ngôi nhà ngoài ra còn có một nhà vệ sinh nữa. Thì nhà vệ sinh này cũng đầy đủ với cái bồn cầu, hệ thống vòi xịt, vòi rửa. Và ở trong cái tầng 1 này thì có hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Ngôi nhà này phía trên tầng 4 của ngôi nhà, trên tầng thượng là đã có bồn nước 1 khối và phía dưới tầng 1 của ngôi nhà đã có bể ngầm 2 khối 8 nha mọi người. Mọi người hoàn toàn yên tâm. Tiếp theo, Ngọc Ánh xin mời quý khách hàng lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Thì trước khi lên phía tầng 2 thì Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người luôn, mặt bậc của bậc cầu thang ở đây chủ đầu tư thiết kế là ốp đá đen trắng granite, cái màu sắc cũng rất là sang và tinh tế. Đồng thời toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang như quý vị có thể nhìn thấy từ phía tầng 1 lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà
toàn bộ là thiết kế là gỗ lim Nam Phi. Vậy thì tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như nào? Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 2 nhé. Và với cái phần tầng 2 của ngôi nhà thì được thiết kế như sau. Trên phía tầng 2 này, chủ đầu tư có thiết kế cách điệu theo cái khổ đất của ngôi nhà. Có thiết kế tầng 2, phần Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần phòng khách. Và đặc biệt ở cái phía gian phòng khách này có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ cái ánh sáng trong cái khu vực phòng khách này nha mọi người. Cái ô giếng trời này nó sẽ là từ tầng 2, tầng 3 và tầng 4 đi lên nha mọi người. Nó rất là thoáng ạ. Bởi vì sao cái xây dựng ở cái khu vực này thì không được mở cái cửa sổ hướng ra cái phía đất nhà người khác. Bởi vậy nên chủ đầu tư cố tình cái thiết kế cái ô giếng trời này rất là thoáng, để đồng thời có một số cái mục đích. Một là lắp điều hòa, hai là để lấy cái ánh sáng trong cái không gian của cái ngôi nhà này nha mọi người. Cho nên là mọi người nếu như mà có thắc mắc thì cứ vui lòng gọi điện cho em. Và tầng 2 này, thiết kế ngoài phòng khách thì thiết kế theo cái bậc giật cấp mọi người ạ. Nó cũng có cách điệu từ phía tầng 2 đây. Cái bậc giật cấp đi lên đây để ngăn cách giữa phòng khách. Và ở đây là có một nhà vệ sinh và một phòng ngủ. Đây chính là cái gian phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà. Đó, phía phòng ngủ đầu tiên đây mọi người có thể nhìn thấy giúp Ngọc Ánh. Rất là thoáng, cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, thoáng. Chủ đầu tư lắp đây một chiếc điều hòa ở phía phòng ngủ này rồi, một bộ rèm cửa khá là hợp lý. Vị trí của ngôi nhà thì Ngọc Ánh chia sẻ với cái vị trí này nó gần như là nó được hưởng đầy đủ những cái tiện ích của cái khu đô thị Đô Nghĩa nha mọi người. Công viên âm nhạc đó. Và phía tầng 2 này thì chủ đầu tư là lát gạch mọi người ạ, gạch kích thước là 60-60. Cửa thông phòng thì đã được thiết kế toàn bộ là cửa gỗ, rất là chắc chắn. Và cái phần phòng vệ sinh ở phía tầng 2 đây, quý vị có thể nhìn thấy giúp em. Nói chung em review rất là chi tiết và chân thật. Ở đây là có chủ đầu tư để luôn một bình nóng lạnh này, hệ thống sen cây tắm này, bồn cầu liền khối và lavabo đây. Đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Vậy thì tầng 2 thiết kế như thế thì tầng 3 thiết kế như thế nào? Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 3 nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà này thì được thiết kế như sau, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Như vậy, tính đến nó trên tầng 3 này là có 3 phòng ngủ riêng nha mọi người. Đây ạ. Cửa sổ hai bên rất là thoáng và cửa sổ nào thì cũng được chủ đầu tư thiết kế 2 lớp cửa. Bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Cái phòng ngủ này chủ đầu tư cũng lắp điều hòa và bộ rèm cửa cho mình nha anh chị. Đó. Quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Phòng ngủ cũng khá là rộng đấy mọi người ạ. Và rất là đầy đủ ánh sáng. Đó. Cửa thông phòng đây. Phòng ngủ tiếp theo ở trên tầng 3. Đây ạ. Đấy, như mọi người có thể quan sát. Thực sự thì review rất là chân thật rồi, cho nên quý vị cố gắng xem từ đầu cho tới cuối video. Ngọc Ánh chia sẻ đầy đủ thông số giá bán cũng như là vị trí và những cái tiện ích sinh hoạt xung quanh nha mọi người. Mọi người xem đừng kéo từ đầu đến cuối, sau đó thì cứ bấm khoảng chừng đi là mọi người sẽ không có đầy đủ thông tin mà mình mong muốn. Phía vệ sinh tầng 3 cũng vậy, được thiết kế đầy đủ nhà vệ sinh, đầy đủ công năng như tầng 2 mọi người nha. Cũng có bình nóng lạnh, hệ thống sen cây tắm, hệ thống bồn cầu, lavabo. Và phần còn lại của ngôi nhà đó là tầng 4. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Đây là tầng 4 của ngôi nhà rồi mọi người ạ. Bước lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì đây mọi người có thể nhìn thấy không? Ngọc Ánh đang đứng ở dưới ô giếng trời của cái ngôi nhà này, rất là thoáng, rất là sáng. Lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Như Ngọc Ánh chia sẻ rồi, mặt bậc cầu thang được chủ đầu tư thiết kế toàn bộ từ tầng 1 lên trên tới tầng 4 của ngôi nhà là đá đen trắng nha mọi người. Rất đẹp. Với tầng 4 này thì chủ đầu tư thiết kế như sau, gồm một phòng thờ đây ạ và một khu vực sân phơi. Thì phòng thờ đây mọi người cũng có thể nhìn thấy luôn là có rèm lắp sẵn rồi đó, rất là thoáng. Nói chung nhà có sao thì Ngọc Ánh chỉ quay được như thế thôi. Và riêng cái tầng 4 này thì là thay thế vào cái cửa thông phòng ấy thì là bằng gỗ, thì thay thế bằng cửa nhôm hệ. Và phần còn lại đó chính là sân phơi nha mọi người.
Đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà, vô cùng thoáng. Như quý vị nhìn thấy thì xung quanh đầy đủ về rất là nhiều nhà, khu dân cư đông đúc. Đó, khu dân cư đông đúc, và với cái căn nhà này thì mọi người có thể dọn đồ về ở ngay. Cũng rất là gần với lại đường ô tô đi lại nha mọi người. Rất là gần chợ dân sinh, gần đầy đủ những cái tiện ích mà mọi người mong muốn. Vậy thì quý khách hàng còn chần chừ gì mà không gọi điện ngay cho Ngọc Ánh để được Ngọc Ánh tư vấn và chia sẻ với quý khách hàng về những cái nhu cầu mua nhà của mọi người. Theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 nhé. Mọi người xem video của em thì nhớ bấm vào nút like để ủng hộ cho em. Và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất mà em up lên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.